Sacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Do đó các bạn đang đến với chương trình thử thách bất ngờ. Và bốn người chơi của chúng ta đó là ai? Thì ngay bây giờ hãy chào đón ca sĩ Tống Hạo Nhiên. Xin chào MC Tường Vi và xin chào quý vị khán giả. Rất vui khi được tham gia chương trình thử thách bất ngờ. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ khách mời thứ hai, đó chính là MC Phương Linh. Xin chào chị Tường Vi, anh Tống Hạo Nhiên cùng với quý vị khán giả đang xem chương trình thử thách bất ngờ. Hy vọng những ngôn từ của em thốt nên nó có thể chỉnh chu và nó đúng chính tả để cho các bạn bè của em, gia đình của em xem và cảm thấy là tự hào về em. Hy vọng là bạn cũng sẽ bảo toàn được số điểm thật cao để cho gia đình tự hào về bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Trà Ngọc. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị Vi. Ủa? Hai người quen nhau hả? Không quen luôn hả? Tụi em chỉ có một đứa con chung thôi chứ không quen nhau. Ngọc ơi, hồi nãy giờ Nhiên nói là Nhiên sai chính tả dữ lắm, không biết Ngọc sao. Y vậy luôn. Anh nói gì vậy? Em bước ra đây với một cái tâm thế rất là tự tin luôn. Tại vì sao? Tại vì nói chung là thành tích của em cũng không có gì vượt bậc hết. Từ lúc sinh ra đến giờ thì em đã thông thạo được ba thứ tiếng. Là tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt và tiếng Kinh. Rất giỏi luôn. Em còn một cái thành tích nữa là 3 năm cấp 3 em đã học lớp chuyên xã hội văn tử địa. Mà nói nghe nè, thường mấy bạn ra mà giới thiệu mình là chuyên này chuyên kia, điểm hơi khiêm tốn chút xíu. Thường ta gọi là té hang đó em. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà sao hôm nay mình lật ngược đi. Dạ, mình đúng nói rồi. Là vui nói sao tôi làm vậy đó. Đúng rồi, ngày hôm nay em sẽ là một người đầu tiên bước ra đây nói sao thì kết quả sẽ là như vậy. Đúng, chính xác. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ người chơi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là MC Chi Bảo. Dạ, chào chị Tường Vi cùng các anh chị cùng chơi. Và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình thử thách bất ngờ. Đến với chương trình hôm nay thì em mong muốn sẽ được củng cố lại cái vốn ngữ pháp tiếng Việt của em. Tại vì trong thời gian qua thì em thấy là tuổi teen đó thường hay nhắn tin ngữ pháp nó hay bị teen có chút xíu á, cho nên đôi khi em cũng bị quên. Mong đến chương trình hôm nay thì giúp em có thể là củng cố lại ngữ pháp tiếng Việt của em. Ngọc, em thấy chưa, đàng hoàng liền luôn á trời. Người ta đàng hoàng, người ta đàng hoàng. Tốn quá chừng luôn á. Em bị sợ á, tự nhiên cái vậy là tính ra là chỉ có mình ở đây là mình mất cái nền tảng chính tả ha. Có mình anh thôi. Cô gái này cũng rất tự tin về khả năng tiếng Việt của mình. Còn Trà Ngọc thì thông thạo ba thứ tiếng luôn. Và hy vọng là ngày hôm nay bạn cũng sẽ phát huy tối đa khả năng của mình nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy bước vào vòng thi đầu tiên được mang tên Biệt đội ngôn ngữ.